Kính thưa quý vị, Tổng thống Obama thăm làng đánh cá trong ngày cuối cùng của chuyến công du, tinh tự Cosbyville, Alaska. Tổng thống Obama đến thăm một ngôi làng xa xôi hẻo lánh của người dân bản xứ Alaska hôm thứ Tư vừa qua, trong chuyến đi mà Tòa Bạch Ốc hy vọng mang lại sự chú ý đến tình trạng biến đổi khí hậu đang tác động đến người Hoa Kỳ. Ông Obama là Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm đầu tiên đến thăm một cộng đồng tận phía Bắc của Bắc Cực, đó là thị trấn Cosbyville, có 3.000 cư dân, những người đang chiến đấu chống lại việc xói lở bờ biển do nước biển dâng lên. Trước khi đến, Kosovo, ông Obama đến thăm Dillingham và là nơi có nhiều ngôi làng chuyên nuôi và bán những con cá hồi lớn nhất trên thế giới. Cư dân của các làng này đang chiến đấu chống các dự án khai thác mỏ đồng và vàng của công ty trách nhiệm hữu hạn Northern Dynasty Minerals. Bất chấp sự chỉ trích của cơ quan bảo vệ môi trường, công ty này vẫn đệ đơn lên tòa xin giấy phép kinh doanh. Tổng thống Obama đến trò chuyện với các phụ nữ đang bắt cá hồi. Đây là kế sinh nhai ngày thường của họ. Ông cho biết 40% cá hồi thiên nhiên cung cấp cho thị trường Bắc Mỹ là cá hồi được bắt tại vịnh Bristol này. Hình ảnh trước mắt cho thấy cuộc sống này không những cần được bảo tồn mà còn đại diện cho những nguồn tài nguyên quan trọng mà Hoa Kỳ có được. Sau đó, Tổng thống đến thăm một trường tiểu học. Tại đây, ông làm bọn trẻ thích thú khi bất ngờ lên sân khấu cùng nhảy múa với chúng.